Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Chỉ mất 24 giờ để tin đồn Al-Nassr sa thải huấn luyện viên Rudy Garcia trở thành hiện thực. Trên trang cá nhân, Ronaldo bày tỏ sự kính trọng với huấn luyện viên này. Rất vui được làm việc cùng anh, chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất cho tương lai. Phản ứng của Ronaldo một lần nữa gây ra sự tranh cãi khi anh được cho là nguyên nhân chính khiến cho huấn luyện viên Garcia bay ghế. AS và Marca, hai tờ báo lớn của Tây Ban Nha, đều cho rằng mối quan hệ giữa Ronaldo và huấn luyện viên Garcia dần dần bị rạn nứt. Chiến lược gia người Pháp chỉ trích công khai các học trò sau trận hòa không đều trước Anfield, trong đó Ronaldo người tịt ngòi cả trận. Sau trận, Ronaldo không bắt tay với huấn luyện viên Garcia mà bỏ vào trong đường hầm với vẻ tức tối. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho rằng không hài lòng với chiến thuật của cựu huấn luyện viên Lyon và đã gặp trực tiếp ban lãnh đạo của câu lạc bộ này để nói chuyện. Từ lâu, đã có những nghi ngại về mối quan hệ không bền vững giữa Ronaldo và Garcia. Chiến lược gia người Pháp từng bông đùa về việc muốn sở hữu Lionel Messi trong đội hình. Với một siêu sao có cái tôi lớn như Ronaldo, đây là một động thái chưa chắc khiến cho chân sút 38 tuổi được hài lòng. Đến cuối tháng 1, huấn luyện viên Garcia lại gây chú ý khi tuyên bố Ronaldo sẽ không gắn bó với Al-Nassr lâu dài mà sẽ trở lại châu Âu để thi đấu trong tương lai. Những lời nói này đi ngược lại với những gì mà CR7 muốn nhắn gửi đến người hâm mộ bóng đá Saudi Arabia. Thời điểm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha mong muốn gây dựng một hình ảnh đẹp và cam kết tương lai với Al-Nassr. Ronaldo là một thương vụ lịch sử của bóng đá Saudi Arabia. Những người đứng đầu của nền bóng đá nước này xem Ronaldo là kế hoạch lâu dài thay vì một bản hợp đồng ngắn hạn như cách huấn luyện viên Garcia từng tuyên bố. Với một đội bóng xem Ronaldo là trung tâm, những phát biểu nhạy cảm và cách hành xử của Garcia có thể là nguyên nhân khiến ông phải rời đội. Trong 5 năm qua, CR7 xung đột với mọi huấn luyện viên Marc Allegri, Maurizio Sarri, Andreas Pirlo, rồi Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik Ten Hag, Santos và giờ là Rudy Garcia. Ngoại trừ Erik Ten Hag, tất cả đều đã mất việc. Ronaldo đến với Tây Á để kiếm thật nhiều tiền và giữ thể trạng tốt nhất nhằm hướng về Euro 2024. Nhưng có một vài thứ không diễn ra như mong đợi, anh phản ứng bằng những cách cư xử đáng lên án. Việc huấn luyện viên Garcia phải ra đi vào lúc này như một bước khởi đầu đánh dấu quyền lực của Ronaldo tại Saudi Arabia. Siêu sao người Bồ Đào Nha có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn thuyền trưởng mới cho đội bóng. Rất nhiều cái tên đã được dự đoán, song người mới chắc chắn phải thỏa hiệp với cái tôi của Ronaldo và điều này thì rõ ràng không hề có lợi cho Al-Nassr về lâu dài. Video được tài trợ bởi FB88.